Các cổ động viên trên mạng xã hội chỉ trích Cristiano Ronaldo vì anh tiếp tục có nhiều hành động phản ứng đáng chê trách như hét vào mặt trọng tài và đẩy cổ động viên. Trong trận thắng của câu lạc bộ Al Nassr trước Shabab Al Ahly 4-2 rạng sáng 23 tháng 8, danh thủ người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo không ghi bàn trong trận thắng của câu lạc bộ Al Nassr trước Shabab Al Ahly. Đội Al Nassr giành vé vào vòng bảng giải AFC Champions League. Các bàn thắng của Al Nassr do tiền đạo Talisca ghi cú đúp và hai bàn của Al Ghanam và Brozovic. Đội bóng của Cristiano Ronaldo tuy khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Talisca phút 11, nhưng sau đó họ đã bị đối thủ Shabab Al Ahly gỡ hòa 1-1 phút 18, Al Ghassani ghi. Al Ghassani tiếp tục ghi bàn ở phút 46 giúp đội khách dẫn lại 2-1 và giữ vững tỷ số này cho đến gần cuối trận. Trước nguy cơ bị loại, những nỗ lực của câu lạc bộ Al Nassr được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 2-2 của Al Ghanam ghi phút 88. Talisca ghi bàn phút 90+5 nâng tỷ số lên 3-2 và Brozovic ấn định chiến thắng 4-2 ở phút 90+7. Kết quả này giúp đội bóng của Cristiano Ronaldo góp mặt vòng bảng AFC Champions League. Trong trận, trước tình thế của đội nhà, Cristiano Ronaldo nhiều lần không giữ được bình tĩnh. Siêu sao người Bồ Đào Nha có không dưới 3 lần la hét dữ dội đòi trọng tài người Trung Quốc. Phu Minh phải thổi phạt đền ở các tình huống đồng đội bị phạm lỗi. Cristiano Ronaldo đã hét vào mặt trọng tài ở cuối hiệp 1 và yêu cầu ông này tỉnh dậy đi. Trong một đoạn clip khác cũng cuối hiệp 1, một cổ động viên tìm cách chụp ảnh selfie với cựu cầu thủ câu lạc bộ MU, lập tức bị anh đẩy mạnh sang một bên và đi thẳng vào đường hầm sân vận động. Đây không phải lần đầu tiên Cristiano Ronaldo có những hành động phản ứng rất nóng nảy như vậy. Ở mùa trước, khi Al Nassr sa sút giai đoạn cuối mùa giải và mất chức vô địch Saudi Pro League, siêu sao này cũng đã có nhiều hành động không hay. Ở mùa giải năm 2023 đến năm 2024, Cristiano Ronaldo mới ghi 6 bàn tại giải Arab Champions Cup giúp đội nhà đoạt chức vô địch. Tuy nhiên, tại giải Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo chưa ghi bàn và câu lạc bộ Al Nassr đang toàn thua 2 trận. Tờ Mail Online, Anh đánh giá.